Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cách đặt, sửa và hủy lệnh trên phần mềm giao dịch MT4. Để bắt đầu, chúng ta hãy mở phần mềm giao dịch của chúng ta giống như trên màn hình. Tôi cho hiển thị. Và các anh chị còn nhớ những định dạng, những phím tắt, những hotkey và hướng dẫn sử dụng của phần mềm giao dịch MT4 chứ? Nếu các anh chị nào còn quên, hay là chưa nhớ, hay là chưa sử dụng thuần thục, các anh chị vui lòng tham khảo lại video clip hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm giao dịch MT4. Và đến đây, xem như tôi đã hướng dẫn cho các anh chị đầy đủ và sử dụng thành thục phần mềm MT4. Và video clip này sẽ hướng dẫn cho các anh chị một phần quan trọng nhất trên phần mềm giao dịch MT4, chính là nút lệnh New Order. Như tôi đã từng lưu ý với các anh chị và các bạn, khi click vào nút lệnh New Order ở phía trên màn hình, các anh chị sẽ bật được màn hình đặt lệnh của chúng ta. Tôi sẽ giải thích ý nghĩa của từng dòng, đó là dòng symbol, dĩ nhiên đó là sản phẩm S&P 500 của chúng ta. Volume ở đây chính là cái lot size trong bảng công thức thành công mà các anh chị và các bạn hay sử dụng. Và nó chính là khối lượng giao dịch của chúng ta. Stop loss, đây là tham số tương ứng với dòng mà chúng ta cắt lỗ. Take profit, đây là tham số giúp chúng ta chốt lời. Hai tham số này các anh chị và các bạn cũng có thể tham chiếu trong bảng công thức thành công. Comment, chúng ta không cần lưu ý. Nếu các anh chị muốn ghi chú gì thì có thể ghi chú ở dòng comment này. Nếu không, chúng ta có thể bỏ qua. Và đây là một dòng quan trọng, đó là loại lệnh Type, Market, Execution và Pending Order. Đó là hai loại lệnh mà phần mềm MT4 cho chúng ta đặt. Và đối với mô hình WinStar, phương pháp WinStar của Wellcop, chúng ta chỉ luôn luôn quan tâm đến dòng lệnh là Pending Order. Và các anh chị hãy tuân thủ kỷ luật và làm theo đúng phương pháp, nên chúng ta sẽ sử dụng Pending Order. Ở dòng Pending Order này, chúng ta sẽ quan sát đến những thông số tiếp theo, đó là loại lệnh gì. Trong Pending Order sẽ có 4 loại lệnh, đó là Buy Limit và Sell Limit. Đó là hai loại lệnh mà các anh chị và các bạn đã được học. Tiếp theo đó là hai lệnh Buy Stop và Sell Stop. Với phương pháp giao dịch WinStar của Wellcop, hai loại lệnh Buy Stop và Sell Stop rất ít khi được sử dụng đến, nên các anh chị và các bạn hãy vui lòng bỏ qua và chỉ quan tâm đến hai dòng lệnh phía trên, đó là loại lệnh Buy Limit và Sell Limit. Giả sử tôi chọn đây là lệnh Buy Limit, thì các thông số sau khi chúng ta đã chọn lệnh Buy Limit ở thao tác đầu tiên này, tham số thứ hai các anh chị và các bạn hãy vui lòng quan tâm đến, đó là chúng ta sẽ đặt lệnh chờ mua ở giá nào. Chờ mua ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ đặt giá nằm phía dưới giá hiện tại. Giá hiện tại của thị trường hiện đang là 2046.36. Và để đặt lệnh thành công, yêu cầu của hệ thống là chúng ta phải đặt lệnh thấp hơn giá hiện tại 250 point. Thì để thao tác cho thuận tiện và không bị lỗi, tôi khuyến nghị các anh chị hãy luôn ghi nhớ, hãy chừa ra một khoảng cách là 300 point. Nó sẽ dễ và giúp cho các anh chị đặt lệnh thành công nhanh hơn, là chính xác.
con số 250 thôi. Thì với giá hiện tại là 2046.36 thì cách giá hiện tại 300 point nó sẽ tương ứng với lại 2043.36. Thì khi các anh chị đặt lệnh giống như thế này, chúng ta có thể đặt vào một cách thành công rất dễ dàng. Và các anh chị thấy không, dòng lệnh của chúng ta đã nhảy xuống phía dưới của cái bảng terminal mà tôi đã từng lưu ý. Đây là một cái bảng liên quan tới thông tin giao dịch và thông tin tài khoản của chúng ta. Và chúng ta đã đặt lệnh buy limit thành công. Các anh chị có lưu ý vị trí của lệnh buy limit không? Và khi lệnh chưa khớp, các anh chị sẽ thấy dòng profit ở đây. Đây là ô profit. Và các anh chị thấy do là lệnh chờ thì profit của nó không có được hiển thị vì chưa có lãi lỗ do lệnh chúng ta chưa khớp. Lưu ý thứ hai để có thể xác định đây là lệnh chờ chưa khớp, đó là lệnh chờ luôn nằm dưới thanh tài sản của chúng ta. Đây là thanh tài sản. Tài sản ở đây đã hiển thị là chúng ta còn 3.000 đô trong tài khoản. Và một dòng lệnh nằm phía dưới dòng tài sản này, đó là một dấu hiệu cho chúng ta biết đây là lệnh chờ và lệnh chưa khớp. Để phân biệt với lệnh khớp như thế nào, tôi sẽ vào thử một lệnh bằng lệnh thị trường cho các anh chị thấy. Với việc click lệnh buy thành công, các anh chị có thấy không, lệnh khớp của chúng ta sẽ nằm đối xứng với lại lệnh chưa khớp, nghĩa là lệnh khớp của chúng ta sẽ nằm phía trên dòng tài sản. Dấu hiệu thứ hai để biết đó là một lệnh khớp sẽ có profit của chúng ta được hiển thị. Và khi giá tăng hay giảm, ô profit sẽ nhảy tương ứng. Và hiện tại chúng ta đang bị lỗ 5.5 đô. Đây, các anh chị có thể thấy dòng hiển thị ở đây. Đến đây, các anh chị và các bạn đã nắm được cách phân biệt lệnh chưa khớp và lệnh khớp như thế nào rồi phải không? Lưu ý thứ hai mà tôi muốn hướng dẫn cho các anh chị và các bạn đó là sửa lệnh. Đối với lệnh đã khớp, chúng ta không sửa được gì ngoài hai ô, đó là stop loss và take profit. Đối với lệnh chưa khớp, các anh chị có thể chỉnh cả ba thông số mà bạn công thức thành công cho các anh chị, đó là giá chúng ta mua là price, stop loss ở mức độ nào và take profit ở đâu. Trước tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn sửa lệnh đã khớp. Để sửa lệnh đã khớp, các anh chị hãy trỏ chuột vào ngay cái giá trị stop loss của lệnh đang khớp và double click. Và đây là màn hình cho phép chúng ta sửa giá. Các anh chị có thể không? Modify, đó là sửa lệnh. Và khi nãy chúng ta đặt lệnh mà quên đặt stop loss, thì sau khi chúng ta đặt lệnh thành công, chúng ta có thể sửa lại thông số cho lệnh stop loss và thay đổi tham số cho lệnh take profit của chúng ta bằng cách gõ vào các tham số đây. Nếu các anh chị gõ mà hệ thống hiểu thì cái nút lệnh sửa lệnh này sẽ hiển thị cho các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn nhập vào thông số sai, giả sử đây là lệnh buy nhưng năm tôi cho stop loss ở phía trên giá hiện tại, giả sử giá hiện tại đang là 2046, tôi stop loss ở giá 2048. Các anh chị có thấy không? Hệ thống ngăn không cho chúng ta sửa lệnh vì đây là một tham số sai. Nếu tôi sửa lại khi đúng, hệ thống sẽ cho chúng ta sửa lệnh. Và sau khi đã hiệu chỉnh đúng các thông số cần thiết, chúng ta click vào Modify để hoàn tất quá trình sửa lệnh. Ok, để kết thúc. Và các anh chị có thấy lệnh chúng ta khi nãy vào
chúng ta không nhập stop loss và take profit. Thì sau khi sửa lệnh thành công, các anh chị có thấy không? Đây là hai tham số mà chúng ta vừa sửa, và lệnh của chúng ta xem như hoàn tất với ba thông số theo đúng tiêu chí của Wellcode. Vào lệnh luôn có stop loss và take profit. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn sửa lệnh chưa khớp. Lệnh chưa khớp của chúng ta nằm ở đâu? Lệnh chưa khớp của chúng ta nằm ở phía dưới của dòng tài sản. Đây, phía dưới dòng tài sản. Đây là dòng tài sản và đây là lệnh phía dưới, chứng tỏ lệnh này là lệnh chưa khớp. Đối với lệnh chưa khớp, như tôi đã nói, chúng ta sửa được 3 tham số. Tham số thứ nhất đó là giá chúng ta vào lệnh như thế nào. Giả sử khi nãy tôi vẫn nhập lệnh với cái giá mua kỳ vọng là 2043.36, bây giờ tôi hoàn toàn có thể sửa lại với giá 2041. Tôi muốn trả giá với thị trường với giá thấp hơn. Xét lại mức stop loss cho lệnh này, stop loss ở mức 2037 và take profit ở 2065. Giả sử như thế, khi chúng ta nhập lệnh đúng, nút lệnh modify sẽ cho phép chúng ta sửa lệnh. Và giả sử các anh chị có muốn xóa cái lệnh này, không muốn chờ mua nữa, các anh chị có thể xóa bằng nút lệnh delete ở đây. Và cũng như dòng sửa lệnh, nếu chúng ta nhập sai tham số, giả sử lệnh chờ của chúng ta phải thấp hơn giá hiện tại là 250 thôi, nhưng tôi khuyến nghị các anh chị là 300 thôi. Các anh chị có nhớ không? Nhớ hay rất nhớ? Chắc là rất là nhớ đúng không ạ? Giả sử giá hiện tại đang là 2046.86, tôi nhập vào với giá trị 2046, các anh chị có thấy không? Do chúng ta nhập sai tham số và sai với khuyến nghị của tôi, nên nút lệnh modify sẽ bị ẩn đi, các anh chị không thể sửa lệnh được. Nếu các anh chị chỉnh sửa lệnh đúng theo các quy tắc và các tham số mà hệ thống quy định, các anh chị sẽ sửa lệnh thành công. Và sau khi chọn đúng những tham số chúng ta cần thiết và đã chỉnh sửa, các anh chị hãy click vào modify để xác nhận đã sửa lệnh thành công. Ok. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem, khi nãy chúng ta mua ở giá 2043 thì với bây giờ sửa lệnh chờ, chúng ta đã chỉnh giá về mức 2041 và set hai tham số stop loss và take profit cho dòng lệnh tương ứng với hai tham số ở đây. Các anh chị có thấy không? Và đến đây chúng ta đã xong cái phần sửa lệnh. Nhắc lại, phần sửa lệnh chúng ta có hai loại lệnh chúng ta có thể sửa. Thứ nhất là lệnh đã khớp. Với lệnh đã khớp, chúng ta chỉ chỉnh được thông số stop loss và take profit. Đối với lệnh chưa khớp, chúng ta chỉnh được cả ba thông số, đó là giá chúng ta chờ và sau đó là hai tham số stop loss và take profit. Tiếp đến đây, chúng ta sẽ đến phần cuối cùng, đó là hủy lệnh như thế nào. Để hủy lệnh đối với lệnh khớp rồi và lệnh chưa khớp, chúng ta có những thao tác để hủy lệnh giống nhau. Đó là phương pháp thứ nhất, double click vào dòng lệnh. Hãy chọn vào bất kỳ vị trí nào ngoại trừ dòng stop loss và take profit. Các anh chị có thể click ở đây, các anh chị có thể click ở đây, các anh chị có thể click ở đây. Double click vào, các anh chị sẽ đóng lệnh ở đây, có nghĩa là chúng ta sẽ chốt lời cái lệnh đã khớp. Các anh chị thấy không? Đóng lệnh ở đây nó cũng tương đương là hủy lệnh. Đóng lệnh và hủy lệnh đã khớp là giống về chức năng. Các anh chị lưu ý, đối với lệnh đã khớp, khi chúng ta đóng lệnh hay hủy lệnh là cùng một chức năng, đó là chúng ta chốt lời và đưa con số profit này vào trong thành tài sản của chúng ta.
Thì giả sử với dòng lệnh này chúng ta đang lỗ 5 chấm, đang lỗ tổng cộng 6.5 đô. Thì khi chúng ta đóng lệnh hay hủy lệnh, con số 6.5 đô sẽ tác động vào tài khoản của chúng ta. Đó là lý do tại sao tài sản của chúng ta đã bị trừ đi 6.5 đô. Một chức năng thứ hai đó là chức năng hủy lệnh bằng cái biểu tượng dấu chéo ở đây. Các anh chị có lưu ý cái biểu tượng dấu chéo ở phía cuối của dòng lệnh không? Đây là cách thứ hai để chúng ta có thể hủy lệnh. Cách thứ nhất, chúng ta double click vào và chúng ta delete là chức năng hủy lệnh thứ nhất, như vừa nãy tôi vừa hướng dẫn. Và cách thứ hai chính là cái biểu tượng dấu chéo ở cuối dòng lệnh như thế này. Khi click vào, và đây là do đây là lần click đầu tiên, thì phần mềm có lưu ý với các anh chị và các bạn, đây là chức năng hủy lệnh. Thì nếu các anh chị và các bạn đồng ý sử dụng chức năng hủy lệnh nhanh giống như thế này, để phòng khi chúng ta thao tác nhầm, thì chúng ta cần cam kết với phần mềm đây, chúng ta chấp nhận sử dụng cái chức năng này và OK. Thì sau khi chấp nhận cái điều khoản hủy lệnh nhanh bằng nút lệnh, thì chúng ta hãy click vào đây, chúng ta sẽ hủy lệnh thành công. Và một cách để chúng ta có thể kiểm tra lại những thao tác của chúng ta chính là chúng ta hãy vào cái thẻ Account History và hãy xem đây là những cái giao dịch trong quá khứ, nó sẽ ghi nhận lại ở trong cái thẻ này. Và các anh chị có thấy không, lệnh buy của chúng ta bị lỗ 5.5 đô và 1 đô commission là 6.5 đô, thì chúng ta bị trừ vào tài khoản, tương ứng mất 6.5 đô. Và lệnh thứ hai chúng ta hủy thành công, nó cũng hiển thị ở đây luôn. Và do đây là lệnh chờ không được khớp nên các anh chị có thấy không, dòng profit nó không hiển thị con số ở đây. Đây có nghĩa là lệnh chờ bị hủy. Còn dòng trên đó là lệnh khớp bị hủy, đồng nghĩa với việc lệnh khớp được chốt lời hay chốt lỗ. Và đây là sự khác biệt của hai loại lệnh, lệnh đã khớp và lệnh chưa khớp. Đó là Profit sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được việc này. Và đến đây tôi đã hoàn thành xong hướng dẫn cho các anh chị việc đặt lệnh, sửa lệnh cũng như hủy lệnh trên phần mềm giao dịch MT4.